Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại Viện Cấy chỉ Hải Từ Lạn Ông sẽ thực hiện cấy chỉ điều trị cho bệnh nhân Phạm Bích Thảo mắc hội chứng cổ vai tay, đau khớp vai, hội chứng thắt lưng. Quý vị thân mến, đau cổ vai cánh tay là bệnh lý dễ tùy cổ hay còn gọi là đau cổ vai gáy cánh tay, có các triệu chứng lâm sàng liên quan đến các bệnh lý cột sống cổ, các rối loạn chức năng rễ, dây thần kinh cột sống. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới hội chứng đau cổ vai cánh tay là người bệnh bị thoái hóa cột sống cổ, khớp liên đốt và liên mỏm dẫn đến các rễ dây thần kinh cột sống cổ. Có đến 25% trường hợp người bệnh bị thoát vị địa đệm cột sống cổ, bị hội chứng cổ vai cánh tay. Đối tượng chủ yếu thường mắc phải hội chứng đau cổ vai gáy là những người làm việc văn phòng, lái xe, lao động nặng, người bị các bệnh liên quan đến đốt sống cổ hoặc nhóm người bị dị tật bẩm sinh vùng cổ. Bệnh nhân Lê Bích Thảo còn mắc hội chứng thắt lưng. Hội chứng đau thắt lưng là biểu hiện lâm sàng thường gặp nhất, là nguyên nhân đứng thứ hai sau cảm cúm làm mất ngày công lao động. Mặc dù hội chứng đau thắt lưng là các biểu hiện đau có nguồn gốc từ cột sống, nhưng còn nhiều nguyên nhân khác cũng gây đau thắt lưng: bệnh tiết niệu, sinh dục, bệnh dạ dày, ruột, bệnh tim mạch, các khối u trong ổ bụng cũng có thể gây đau thắt lưng. Ở phụ nữ mang thai, những tháng cuối cũng có thể là nguyên nhân gây đau thắt lưng. Ngoài ra, những căng thẳng về tâm lý cũng gây đau thắt lưng. Hiện nay có rất nhiều phương pháp điều trị hiệu quả căn bệnh trên, trong đó phương pháp cấy chỉ gắt cút của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông được đánh giá là một trong những phương pháp hàng đầu đã tạo tiếng vang lớn trong giới y học Việt Nam. Với ưu điểm vượt trội như bệnh nhân hoàn toàn không phải sử dụng thuốc, không cần phẫu thuật, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người bệnh. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay, tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.